Xin kính chào quý vị khán giả. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã thắc mắc là tại sao cần phải có một chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong khi ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có rất nhiều chiến lược cho các phân ngành giai đoạn 2021-2025. Theo lý giải của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, thì khi mà giải quyết được những vấn đề nội tại của ngành nông nghiệp, thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ giải quyết được những vấn đề khó khăn nan giải. Và chắc chắn là những vấn đề này không thể được giải quyết trong 1 đến 2 nhiệm kỳ. Và chưa nói đến là cánh đồng lớn, chỉ nói đến việc ghép những người nông dân sản xuất nhỏ lại để sản xuất lớn đã là một vấn đề rất khó rồi. Trong khi đó chúng ta lại đặt ra hàng loạt những mục tiêu đầy tham vọng đến năm 2030 như là thu nhập của người dân nông thôn sẽ cao hơn từ 2,5 cho đến 3 lần so với năm 2020. Cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường. Kỳ vọng của ngành nông nghiệp và lĩnh vực nông thôn là rất lớn, nhưng quan trọng hơn là làm sao để chúng ta có thể đạt được những mục tiêu trên. Đến ngay với phần trao đổi với hai vị khách mời, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ Trần Công Thắng ạ. Rất là đồng quan điểm với cả những cái trăn trở của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan rằng chúng ta mới chỉ dạy nông dân sản xuất thôi, chưa dạy nông dân làm giàu, đúng không ạ? Vậy chúng ta có những cái phương pháp cụ thể nào để có thể giúp người nông dân nông thôn có thể tăng thu nhập lên gấp 3 lần trong vòng 10 năm tới như mục tiêu chiến lược đã đề ra, trong khi bình quân bây giờ thì rất nhiều người nông dân chỉ có 1 đến 2 mảnh ruộng nhỏ thôi ạ? Vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của hai vị khách mời ạ. Vâng, thưa hai vị khách mời, thưa quý vị khán giả, tại lễ công bố chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cách đây không lâu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn bản chiến lược này sẽ được truyền thông lan tỏa đến toàn xã hội để từ đó chúng ta định vị đúng vai trò, vị trí, sứ mạng của nông nghiệp nông thôn trong tâm thức của những nhà lãnh đạo và người dân. Vâng, và một lần nữa xin được kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe những trăn trở của vị tư lệnh ngành. Hy vọng là trong thời gian tới thì những cái tư duy của người nông dân cũng như là hợp tác xã và các doanh nghiệp cũng sẽ có những cái thay đổi theo những cái định hướng như vậy để có được những cái hiệu quả tốt nhất ạ. Bảo vệ thực vật đấy ạ. Vâng, câu hỏi này Mỹ Linh xin được dành cho tiến sĩ Trần Công Thắng ạ. Mà người nông dân của chúng ta vẫn đang có cái tư duy sản xuất như thế thì liệu có phải là chúng ta vẫn đang chưa làm tròn trách nhiệm mà trong việc phát triển nông nghiệp xanh hay không ạ? Phát huy những giá trị truyền thống được, đúng không ạ? Vậy thưa chuyên gia Hoàng Trọng Thủy, làm thế nào để chúng ta có thể gìn giữ được những giá trị hồn cốt của làng quê Việt Nam, hồn cốt của những người dân thôn quê để từ đó chúng ta có thể kích hoạt được những giá trị mềm, thì chúng ta cũng sẽ có một cái nền móng rất là vững vàng để có thể triển khai được những cái chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững mà chúng ta đã đặt ra. Vâng, mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải học hỏi những cái kinh nghiệm hay và tốt của những cái địa phương. Vậy chúng ta có thể được kết lại là khi mà chúng ta có thể gìn giữ được hết những cái giá trị vốn có, chủ thể cũng như là trung tâm của việc phát triển nông nghiệp nông thôn thì vẫn là những người nông dân. Thế nhưng hiện nay thì có đến 60% những cái người lao động ở cái khu vực phi chính thức thì lại ở nông thôn. Vậy làm thế nào để chúng ta đưa họ vào cái khu vực lao động chính thức, giúp họ có được việc làm và thu nhập ổn định ạ? Những cái sự chuyển đổi chậm thôi nhưng mà chắc của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái nền móng thật là vững chắc để tiến tới thực hiện các cái chiến lược một cách toàn diện ạ. Như Bộ trưởng Lê Minh Hoan từng chia sẻ, chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 lấy nền tảng từ tổ chức lại sản xuất để phát triển nông thôn hay cơ cấu lại nền nông nghiệp. Chỉ có như vậy chúng ta mới giải quyết được gốc rễ của vấn đề được mùa mất giá hay là sản xuất manh mún. Bởi tất cả phải tuân theo quy luật thị trường, chúng ta khó có thể làm giàu từ nông nghiệp nếu như không có tư duy kinh tế nông nghiệp. Chiến lược cũng khẳng định nông nghiệp là lợi thế, nền tảng vững chắc của quốc gia, nông thôn là địa bàn phát triển kinh tế quan trọng, là không gian chính gắn với tài nguyên thiên nhiên, nền tảng văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Bởi vậy mà các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần phải được giải quyết đồng bộ gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hy vọng là những quan điểm trên trong chiến lược sẽ được lan tỏa đến toàn xã hội để chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.